Mới hôm qua, đây là một thông tin hết sức hấp dẫn. Cùng với một chiếc xe cổ của hãng Hudson, Mỹ, một cụ bà 77 tuổi người Đức đã có thể vi vu khắp thế giới và khám phá những điều lý thú của thế giới xung quanh mình. Đây cũng là niềm đam mê của bà từ khi còn rất trẻ. Trong ngày khởi hành, rất nhiều bạn bè và người thân đã có mặt tại Berlin để cổ vũ và ủng hộ cho chuyến hành trình xuyên quốc gia kéo dài gần 2 năm của bà Heidi Hesser. Trước khi về hưu, bà Heidi Hesser đã có nhiều năm làm việc trong ngành sản xuất ô tô. Theo giới báo chí Đức, bà Hesser đã chọn nhiếp ảnh gia Jordan Schoenfelder để làm bạn đồng hành cùng bà trong chuyến hành trình đến 56 quốc gia trên thế giới. Schoenfelder, 25 tuổi, là người trẻ nhất trong số 150 người bà chiêu mộ. Anh chàng này vẫn chưa có giấy phép lái xe và chỉ có thể lái xe mô tô. Tôi sẽ khởi hành tại hồ Baikal, sau đó sẽ đi xuyên dãy núi Andes ở Nam Mỹ. Trong chuyến hành trình này có rất nhiều điều đặc biệt, bởi tôi muốn biết rõ về những quốc gia, con người nơi mà tôi đặt chân đến. Tôi không đi theo đoàn mà đi riêng lẻ cùng chiếc xe cổ của tôi, nên sẽ có sự khác biệt. Bà Hesser cũng là một tay lái đáng nể trên một số đường đua quốc tế. 16 tuổi, bà vô địch giải đua xe tốc độ Lambretta, sau đó bắt đầu chuyến hành trình từ Brescia đến Rome, dài gần 1.600 km bằng chiếc đua Mille Miglia. Bà cũng từng tham gia đường đua Monte Carlo và Düsseldorf Shanghai. Đồng thời, bà cũng là chuyên gia đào tạo về cơ khí. Sau Vienna, Istanbul, Tehran, Nga và Trung Quốc sẽ là các điểm đến tiếp theo của bà. Nếu như ai yêu thích thế giới của Harry Potter, có thể ghé thăm Fukuro no Mize, một quán cà phê cú mèo nằm ngay trong trung tâm sầm uất nhất của Tokyo, thưa quý vị. Bước vào quán cà phê Fukuro no Mize, bạn sẽ ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của những con cú mèo. Ở đây có khoảng 20 đến 30 con cú và mọi người có thể nựng và vuốt ve chúng tùy thích, thậm chí có thể đặt nó trên đầu cũng được. Lý giải về sự hấp dẫn của những con cú mèo, anh Shin Ishikawa, chủ quán cho biết nó có thể tương tác một cách thần bí với các loài vật. Để bảo vệ đôi mắt cho cú mèo, quán cà phê khá tối, nên khi đến đây thưởng thức cà phê, mọi người sẽ có một chút bất tiện. Mở cửa từ năm 2012, quán cà phê này không ngừng ăn nên làm ra. Nếu mua một tách cà phê, trà hay một ly bia kèm với việc đùa giỡn cú mèo, nhiều khi phải xếp hàng gần một tiếng đồng hồ. Nhiều khách đành phải quay về vì sức chứa của quán có giới hạn. Trong sở thú, bạn chỉ được ngắm chúng, còn đến đây thì được tận tay chạm vào nó. Mỗi tối, chủ quán lại đưa những con cú mèo này về nhà vì họ sợ động đất và tiếng kêu của nó sẽ làm phiền hàng xóm. Thức uống tại đây có giá khoảng 19 đô la Mỹ, riêng với những thức uống có cồn thì khoảng 21 đô la Mỹ và một số khoản phụ thu khác. Kỹ năng viết đồng thời cả hai tay đã khiến nhiều người trầm trồ. Còn đây, một người phụ nữ Trung Quốc giờ có thể viết bằng cả hai chân, thưa quý vị. Sau khi đã đạt đến trình độ viết thơ song ngữ bằng cả hai tay cùng một lúc, chị Chen Xiyuan đã nâng kỹ năng của mình lên khi viết bằng cả chân. Như vậy là chị có thể viết đồng thời cả tứ chi. Mỗi chi của chị Chen viết một chữ khác nhau và nét chữ cũng rất đẹp. Tuy nhiên, chị Chen cho biết, mỗi lần viết chị phải tập trung cao độ nên nhiều khi rất mệt. Khi viết 4 dòng thơ khác nhau hay mỗi chữ khác nhau cùng một lúc, tôi mất khá nhiều năng lượng và trí óc, nhiều lúc rất mệt. Khi kiểm tra não, bác sĩ cho biết bán cầu não trái và phải của chị phát triển hơn so với người bình thường. Đây là cơ hội để chị phát huy tài năng của mình. Chị hy vọng tài năng này sẽ đóng góp một phần nào đó cho khoa học. Nếu đã có tài năng thiên bẩm thì tôi phải làm việc cật lực hơn để phát huy hết tài năng tiềm ẩn của mình, dùng nó để giúp đỡ mọi người xung quanh. Có thể một ngày nào đó, tài năng của tôi lại có ích cho việc nghiên cứu khoa học. Hiện chị đang tập viết những nét chữ Roman, mặc dù những nét chữ ấy khó viết hơn chữ Hoa nhiều. Mùa cao điểm sách thiếu nhi gần như đã trôi qua, thị trường sách lại quay về với sự đa dạng của những đầu sách mới. Chuyên mục Thế giới trong trang sách ngay sau đây sẽ gửi đến quý vị một số đầu sách đáng được chú ý, được xuất bản trong tuần qua. Thưa quý vị, hơn 10 năm vắng bóng trên văn đàn tiểu thuyết, tưởng chừng như chỉ tập trung vào các thể loại truyện ngắn, tản văn, thì nay ngòi bút nhà văn Nguyễn Việt Hà đã tái khẳng định sức mạnh bằng tiểu thuyết Ba Ngôi Của Người. Ba Ngôi Của Người tiếp nối mạch chủ đề của Cơ Hội Của Chúa, xuất bản năm 1999 và Khải Huyền Muộn năm 2003, một lần nữa bóc ra những lớp đan cài phức tạp của một Hà Nội dồn dập những sóng lớp phế hưng trong thời gian tồn tại.
Bà Người Của Người kể về một Hà Nội xấu xí và biến chất qua góc nhìn của ba nhân vật, người cha, người con và người cậu trong một gia đình đã tan vỡ. Một chút huyền bí được khai thác qua chi tiết, người cha có khả năng nhớ được ngẫu nhiên những gì ở kiếp luân sinh trước. Do vậy, có thể thấy được Hà Nội đổi thay như thế nào qua chiều dài lịch sử. Tuy vậy, dù là những từ xấu xí với cái nhìn bi quan về thủ đô hay là những đoạn miêu tả đẹp về không gian, con người đất Tràng An thì vẫn luôn thấy một tấm lòng xót xa yêu Hà Nội của Nguyễn Việt Hà như lời nhân vật người cha nói trong tác phẩm. Tiểu thuyết Ba Ngôi Của Người được nhà xuất bản Trẻ phát hành vào tháng 7 năm 2014. Ở một thể loại khác, công ty sách Nhã Nam phối hợp với nhà xuất bản Thế Giới đã mang đến cho độc giả một công trình đồ sộ mang tên là Việt Nam Văn Hóa Sử Cương. Đây là một trong những công trình quan trọng bậc nhất của học giả Đào Duy Anh. Trên quan điểm xúc tích, văn hóa là sinh hoạt, Đào Duy Anh đã bao quát tất cả các mảng sinh hoạt kinh tế, sinh hoạt chính trị xã hội và sinh hoạt trí thức, do đó đã tóm tắt, phát họa và minh định được lịch sử văn hóa của người Việt như một dân tộc, một nền văn hóa. Nhưng còn hơn thế, ông chỉ ra cả những biến đổi của văn hóa Việt Nam ở thời đoạn Âu hóa với sự rạn vỡ hoặc là biến đổi của những giá trị cũ và sự lên ngôi của những giá trị mới. Không xa rời tiêu chí sách khoa học, kiến thức, kỹ năng thưởng thức đời sống, công ty sách Trí Việt First News tiếp tục gửi gắm đến độc giả là quý vị phụ huynh những thông tin bổ ích, chẳng hạn như là quyển Ăn uống thông minh, một quyển sách nhỏ, gọn, được trình bày sinh động với nhiều kiến thức chuyên sâu về các loại ngũ cốc, rau củ, trái cây, sữa, các loại đậu, hạt, nước và protein động vật. Hay như bộ sách mới của Trí Việt First News mang tên là Bộ Não Tí Hon của tác giả Tony Buzan. Đây là bộ sách hữu ích cho các bậc cha mẹ quan tâm đến việc phát triển khả năng của trẻ, đặc biệt là định hướng con trẻ về việc làm sao và như thế nào là một con người hạnh phúc. Trầm lắng một thời gian sau những hội sách rải rác từ đầu năm cho tới nay, dự báo trong thời gian sắp tới, các nhà xuất bản sẽ tiếp tục gây tiếng vang với nhiều đầu sách đầy hứa hẹn. Anh Khoa và những người thực hiện chương trình vừa chia sẻ với tất cả quý vị những thông tin hấp dẫn qua các chuyên mục quen thuộc của chương trình Chìa Khóa Showbiz và cùng với những thông tin mà chúng tôi đã chọn lọc để mang đến cho quý vị qua các bản tin về giải trí, văn hóa và nghệ trong cũng như ngoài nước. Hy vọng sẽ mang đến những giây phút thư giãn thật sự dành cho quý vị khi đến với chương trình Chìa Khóa Showbiz. Còn giờ đây, anh Khoa xin được nói lời tạm biệt và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị. Xin hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.